Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 50. Này là lời của Đức Giê-hô-va bởi tiên tri Giê-rê-mi phán về Babylon, về đất của người Căn-đê. Hãy rao, hãy bảo cho các nước và dựng cờ xí. Hãy rao truyền đi, đừng có giấu. Hãy nói rằng Babylon bị bắt lấy, bên đầy hổ thẹn. Merodach bị kinh hãi, hình tượng nó mang xấu hổ, thần tượng nó bị phá đổ. Vì một dân đến từ phương Bắc nghịch cùng nó, làm cho đất nó ra hoang vu, không có dân ở nữa. Người và súc vật đều trốn tránh và đi mất. Đức Giê-hô-va phán, trong những ngày đó, trong kỳ đó, con cái Israel và con cái Giu-đa cùng nhau trở lại, vừa đi vừa khóc, tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Chúng nó hướng mặt về Si-ôn, hỏi thăm về nó mà rằng, hãy đến, liên kết với Đức Giê-hô-va bởi một giao ước đời đời sẽ không quên. Dân ta vốn là một bầy chiên lạc mất, những kẻ chăn làm cho lộn đường, để chúng nó lầm lạc trên các núi, đi từ núi qua gò, quên chỗ mình an nghỉ. Phàm những kẻ gặp đều vồ nuốt chúng nó, và những kẻ nghịch chúng nó đều nói rằng, chúng ta không đáng tội, vì chúng nó đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va là nơi ở của sự công bình, tức là Đức Giê-hô-va, sự trông cậy của tổ phụ chúng nó. Hãy trốn ra ngoài Babylon, ra khỏi đất người Căn-đê. Hãy đi như dê đực đi đầu bầy. Vì này, ta sẽ khiến nhiều dân tộc dấy lên từ xứ phương Bắc và đến nghịch cùng Babylon. Các dân ấy sẽ dàn trận đánh Babylon, và từ đó nó bị hãm lấy. Tên chúng nó bắn như tên của lính chiến giỏi, chẳng trở về không. Căn-đê sẽ bị cướp lấy. Phàm kẻ cướp lấy nó sẽ được no nê. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi kẻ cướp sản nghiệp ta, vì các ngươi vui mừng hớn hở, vì các ngươi buông lung như bò cái tơ đạp lúa, reo hí như ngựa mập mạnh. Bởi vậy, mẹ các ngươi rất mang xấu hổ, kẻ đẻ các ngươi bị thẹn thuồng. Kìa, nó sẽ làm cuối cùng hàng các nước, một đồng vắng, một đất khô khan, một nơi sa mạc. Bởi cơn giận của Đức Giê-hô-va, nó sẽ không có người ở nữa, chỉ thành ra nơi hoang vu cả. Phàm những kẻ đi qua gần Babylon sẽ lấy làm lạ và sỉ báng về các tai nạn nó. Hỡi các ngươi là kẻ hay dương cung, hãy dàn trận nghịch cùng Babylon chung quanh. Hãy bắn nó, đừng tiếc tên, vì nó đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Khá kêu la nghịch cùng nó khắp tư bề. Nó đã hàng đầu, lũy nó sập xuống, tường thành nó nghiêng đổ. Ấy là sự báo thù của Đức Giê-hô-va. Hãy trả thù nó, làm cho nó như nó đã làm. Hãy diệt những kẻ gieo giống trong Babylon, cùng kẻ cầm liềm trong mùa gặt. Vì sợ gươm kẻ ức hiếp, ai nấy sẽ trở về dân mình, ai nấy sẽ trốn về đất mình. Israel là một con chiên tan lạc, bị sư tử đuổi theo. Trước hết, vua Assyri đã vồ nuốt nó. Nay sau hết, Nebuchadnezzar vua Babylon đã làm tan xương nó ra. Vậy nên, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Này, ta sẽ phạt vua Babylon và đất nó như đã phạt vua Assyri. Đoạn, ta sẽ đem Israel về trong đồng cỏ nó. Nó sẽ ăn cỏ trên Cạc Mên và Ba San. Lòng nó sẽ được no nê trên các đồi Ephraim và Gala-át. Đức Giê-hô-va phán:
Trong những ngày đó, bây giờ, người ta sẽ tìm sự gian ác của Israel mà không có nữa, tìm tội lỗi của Giuđa mà chẳng thấy nữa đâu. Vì ta sẽ tha tội cho những kẻ trong vòng chúng nó mà ta đã chừa lại. Đức Giê-hô-va phán: Hãy lên đánh đất Merathaim và dân cư Phê-cốt. Hãy giết và diệt hết theo sau nó và làm y như mọi điều ta đã dặn ngươi. Tiếng kêu về giặc giả vang động trong đất, tai vạ lớn lắm. Cái búa của cả đất đã bị bẻ gãy là giường nào? Babylon đã trở nên hoang vu giữa các nước là giường nào? Hỡi Babylon, ta đã gài bẫy và ngươi đã mắc vào mà không biết. Ngươi đã bị tìm và bắt được vì đã tranh cạnh cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đã mở kho khí giới mình, lấy binh khí của sự thạnh nộ ra, vì Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, có việc phải làm ra trong đất người Canh-đê. Hãy đến từ bờ cõi rất xa nghịch cùng nó. Hãy mở kho tàng nó ra, chất lên như đống. Hãy diệt hết cả, đừng để lại chuốc gì. Hãy giết mọi bò đực nó, đem xuống hàng thịt. Khốn nạn cho chúng nó, vì ngày chúng nó đã đến, ấy là kỳ thăm phạt chúng nó. Hãy nghe tiếng kêu của kẻ đi trốn, của những kẻ thoát khỏi đất Babylon, đặng rao ra trong Si-ôn sự báo thù của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, sự báo thù về đền thờ Ngài. Hãy gọi hết thảy những kẻ cầm cung, mọi người dương cung đến đánh Babylon, đóng trại chung quanh nó, đừng để cho ai thoát khỏi. Hãy theo công việc nó mà báo trả, làm cho nó trọn như nó đã làm. Vì nó lên mình kiêu ngạo nghịch cùng Đức Giê-hô-va, nghịch cùng đấng thánh của Israel. Vậy nên, bọn trai trẻ nó sẽ ngã trên các đường phố, và trong ngày đó, những người đánh giặc của nó sẽ phải nín lặng. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Hỡi dân kiêu ngạo, này, ta hờn giận ngươi, vì ngày ngươi đã đến, ấy là kỳ ta sẽ thăm phạt ngươi. Kẻ kiêu ngạo sẽ siêu tó vấp ngã không ai dựng lại. Ta sẽ đốt lửa nơi các thành nó, thiêu nuốt mọi sự chung quanh. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Con cái Israel và con cái Giu-đa thảy cùng nhau chịu hà hiếp. Phàm những kẻ bắt chúng nó đi làm phu tù đều giữ chúng nó lại, chẳng khứng thả ra. Đấng cứu chuộc chúng nó là mạnh mẽ, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ngài sẽ đối nại việc chúng nó chắc chắn, đặng cho cả đất được yên nghỉ và làm bối rối dân cư Babylon. Đức Giê-hô-va phán: Gươm dao ở trên người Canh-đê, trên dân cư Babylon, trên các quan trưởng và các người khôn ngoan nó. Gươm dao ở trên những người khoe khoang, chúng nó sẽ nên người dạ dột. Gươm dao ở trên những kẻ mạnh mẽ, chúng nó sẽ bị kinh khiếp. Gươm dao ở trên những xe, ngựa, cùng mọi dân lộn giống giữa nó, chúng nó sẽ trở nên như đàn bà. Gươm dao ở trên những kho tàng nó đều bị cướp giật. Sự hạn hán ở trên các dòng nước nó đều bị cạn khô. Vì ấy là xứ những tượng chạm, chúng nó vì thần tượng mà điên cuồng. Vậy nên, những thú rừng nơi sa mạc sẽ cùng chó rừng làm ổ tại đó. Những chim đà cũng choáng làm chỗ ở mình. Babylon sẽ không hề có dân cư nữa. Vả từ đời này đến đời kia, người ta sẽ không ở đó. Đức Giê-hô-va phán: Nó sẽ giống như Sodom, Gomorrah và các thành lân cận khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành ấy. Sẽ không có dân ở nữa, chẳng một con người nào đến trú ngụ đó. Này, một dân đến từ phương Bắc, một nước lớn và nhiều vua từ các phương đất rất xa bị xui dục. Họ cầm cung và giáo, hung dữ, chẳng có lòng thương xót. Tiếng họ giống như biển gầm. Hỡi con gái Babylon,
họ đã cưỡi ngựa mà đến dàn trận để đánh ngươi. Vua Babylon đã nghe tin đó thì tai người trở nên rã rời, sự buồn rầu bắt lấy người như cơn đau của người đàn bà sinh đẻ. Này, kẻ thù như sư tử lên từ các rừng rậm rạp của Giô-đanh mà nghịch cùng chỗ ở kiên cố. Thình lình, ta sẽ làm cho người Canđê trốn khỏi và lập người mà ta đã chọn cai trị nó. Vì ai giống như ta, ai sẽ định kỳ cho ta, ai là kẻ chăng đứng được trước mắt ta? Vậy, hãy nghe mưu Đức Giê-hô-va đã toan nghịch cùng Babylon và ý định Ngài đã lập nghịch cùng đất người Canđê. Thật, những con nhỏ trong bầy chúng nó sẽ bị kéo đi, làm cho nơi ở chúng nó trở nên hoang vu. Nghe tiếng Babylon bị bắt lấy, đất đều rúng động và có tiếng kêu nghe ra giữa các nước. Chương 3. Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời. Và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thánh sạch, cũng như Ngài là thánh sạch. Còn ai phạm tội, tức là trái luật pháp, và sự tội lỗi, tức là sự trái luật pháp. Và các con biết Đức Chúa Giê-xu Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi. Ai ở trong Ngài thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài. Hỡi các con cái bé mọn, chớ để cho ai lừa dối mình. Kẻ làm sự công bình là người công bình, như chính mình Chúa là công bình. Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Và con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Bởi đó người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Và lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Chớ làm như Ca-in là kẻ thuộc về ma quỷ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình. Hỡi anh em, nếu thế gian ghen ghét anh em thì chớ lấy làm lạ. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đứng cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được? Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Bởi đó chúng ta biết mình là thuộc về lẽ thật và dục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài. Vì nếu lòng mình cáo trách mình thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa và biết cả mọi sự. Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ đặng đến gần Đức Chúa Trời. Và chúng ta xin điều gì mặc dầu thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Và này là điều răn của Ngài, là chúng ta phải tin đến danh con Ngài, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chương 4.
Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều này hãy nhận biết thánh linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Đức Chúa Giêsu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của kẻ địch lại Đấng Christ mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đã ở trong thế gian rồi. Hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi. Vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta, còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Này, sự yêu thương ở tại đây. Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Bởi điều này chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta. Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm cứu Chúa thế gian. Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người và người ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Này, vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán? Ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi. Vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Ví có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Chương 5. Ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời hay sao? Ấy chính Đức Chúa Giêsu Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết. Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Vì có ba làm chứng: Đức Thánh Linh, nước và huyết, ba ấy hiệp một. Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người thì chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn. Và chứng của Đức Chúa Trời ấy là chứng mà Ngài làm về Con Ngài. Ai tin đến Con Đức Chúa Trời thì có chứng ấy trong mình.
Còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là kẻ nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về con Ngài. Chứng ấy, tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời. Này là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. Vì có kẻ thấy anh em mình phạm tội mà tội không đến nỗi chết thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng có tội đến nỗi chết, ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin. Mọi sự không công bình đều là tội, mà cũng có tội không đến nỗi chết. Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì hẳn chẳng phạm tội, nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì tự giữ lấy mình, ma quỷ chẳng làm hại người được. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Nhưng chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta, đặng chúng ta biết đấng chân thật, và chúng ta ở trong đấng chân thật, là ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, Con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng. Thi Thiên 79. Đức Chúa Trời ơi, dân ngoại đã vào trong sản nghiệp Chúa, làm ô uế đền thánh của Chúa và làm cho Jerusalem thành ra đống. Chúng nó đã phó thây các tôi tớ Chúa làm đồ ăn cho loài chim trời, cũng đã phó thịt của các thánh Chúa cho muôn thú của đất. Chúng nó đổ huyết họ ra như nước ở chung quanh Jerusalem, chẳng có ai chôn họ. Chúng tôi đã trở nên sự sỉ nhục cho kẻ lân cận mình, vật nhạo báng và đồ chê cười cho những kẻ ở chung quanh chúng tôi. Đức Giê-hô-va ơi, cho đến chừng nào? Ngài há sẽ giận đời đời sao? Sự phân bì Chúa há sẽ cháy như lửa ư? Xin hãy đổ sự giận Chúa trên các dân không biết Chúa và trên các nước không cầu khẩn danh Chúa, vì chúng nó đã ăn nuốt Gia-cốp và phá hoang chỗ ở người. Xin Chúa chớ nhớ lại mà kể cho chúng tôi các tội ác của tổ phụ chúng tôi. Nguyện sự thương xót Chúa mau mau đến đón rước chúng tôi, vì chúng tôi lấy làm khốn khổ vô hồi. Hỡi Đức Chúa Trời, về sự cứu rỗi chúng tôi, vì vinh hiển của danh Chúa, xin hãy giúp đỡ chúng tôi. Nhân danh Chúa xin hãy giải cứu chúng tôi và tha tội cho chúng tôi. Vì cớ sao các dân nói rằng Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu? Nguyện sự báo thù huyết kẻ tôi tới Chúa mà đã bị đổ ra được biết giữa các dân trước mặt chúng tôi. Nguyện tiếng than thở kẻ phu tù thấu đến trước mặt Chúa. Tùy quyền năng lớn lao của Chúa, xin hãy bảo hộ những kẻ đã bị định phải chết. Hỡi Chúa, sự sỉ nhục mà kẻ lân cận chúng tôi đã làm cho Chúa, xin hãy báo trả sự ấy gấp bằng bảy trong lòng chúng nó. Còn chúng tôi là dân sự Chúa và là bầy chiên của đồng cỏ Chúa. Chúng tôi sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi. Từ đời này qua đời kia, chúng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy.
con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con. Để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.